Đuổi bố giữa, chất ngôi nhỉ. Con ngồi con bấm đi. Ui, nghệ sĩ tương lai là rung rung rung. Bố tả vừa tiếng nhạc đi con. Đen 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 ơi, bấm đi. Ngồi thẳng lên, ai ngồi ngồi sách cô một tí không? Nó chạy tụt xuống cái gì? Đấy. Đã phát hiện ra thích năng khiếu gì chưa? Tìm, nghe. Giỏi thế nhỉ? Siêu nhân phong. Phong ơi, Phong, quét nhà là việc gì? Việc tốt hay việc không tốt? À đúng rồi, quét nhà là việc tốt đúng không con? Thế con có thích làm việc tốt không? Ừ. Phong có thích làm việc tốt giúp mẹ không? À ngoan thế đấy.